Thông tin từ báo Vietnamnet, lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc ở Liban, UNIFIL cho biết một căn cứ của họ tại khu vực Nakura đã bị tấn công tên lửa hôm 29 tháng 10, khiến 8 binh sĩ bị thương. Trang Al Jazeera dẫn thông cáo UNIFIL viết rằng vụ tập kích tên lửa trên có thể do Hezbollah hay một nhóm vũ trang nào đó ở Liban thực hiện, bởi tên lửa tấn công căn cứ ở Nakura được phóng đi từ phía Bắc. Thông cáo viết, quả tên lửa đã rơi xuống trụ sở UNIFIL ở Nakura và gây ra hỏa hoạn tại một xưởng sửa chữa xe cộ. Tên lửa tấn công căn cứ ở Nakura được phóng đi từ phía Bắc có vẻ như được Hezbollah hay nhóm vũ trang nào đó khai hỏa. Được biết, ít nhất 8 binh sĩ Áo thuộc UNIFIL bị thương trong vụ việc lần này và giới chức viên ngay lập tức lên án hành vi tấn công trên. Bộ trưởng Quốc phòng Áo Claudia Tanner cho biết 8 binh sĩ Áo đã bị thương trong vụ tấn công nhằm vào căn cứ UNIFIL lúc 12:58 trưa 29 tháng 10. Chúng tôi mạnh mẽ lên án cuộc tấn công và yêu cầu vụ việc cần được điều tra ngay lập tức. Chúng tôi không thể và sẽ không dung thứ cho việc UNIFIL bị đặt vào tình thế nguy hiểm, bất kể cố ý hay vô tình. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố các hoạt động quân sự gần đây của lực lượng phòng vệ nước này IDF tại Liban đã khiến năng lực tấn công tên lửa của nhóm Hezbollah suy yếu. Bưu điện Jerusalem dẫn lời ông Yoav Gallant nói với các sĩ quan thuộc Bộ Chỉ huy miền Bắc Israel hôm 29 tháng 10. Những thành quả của IDF tại Liban là cực kỳ ấn tượng. Chúng ta đã tiêu diệt một chuỗi chỉ huy của Hezbollah và tôi ước tính năng lực tấn công tên lửa của nhóm này chỉ còn khoảng 20%. Hiện Hezbollah chưa bình luận về tuyên bố trên của Bộ trưởng Quốc phòng Israel. Thông tin từ báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tại căn cứ không quân Ramon ở miền nam Israel hôm 29 tháng 10, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF quân đội Israel, tướng Hezi Halevi cảnh báo, nếu Iran phạm sai lầm khi phát động một đợt tấn công tên lửa khác vào Israel, chúng tôi sẽ biết cách tiếp cận Iran với những khả năng mà chúng tôi thậm chí chưa sử dụng trong cuộc tấn công hôm 26 tháng 10 và tấn công rất mạnh mẽ vào cả năng lực và những vị trí mà chúng tôi đã giành lại cho sau này. Tướng Halevi giải thích rằng việc giữ lại một số năng lực tấn công là vì sự kiện này chưa kết thúc, chúng tôi vẫn đang ở trong quá trình xử lý. Tướng Halevi cũng nhấn mạnh sự sẵn sàng của quân đội Israel ở tất cả các mặt trận. Chúng tôi đang tác chiến ở Liban, ở Gaza, chiến đấu chống khủng bố ở Judea và Samaria và ở các chiến trường xa hơn. Tướng Halevi cảm ơn sự đóng góp của từng thành viên trong quân đội, đồng thời khẳng định mức độ sẵn sàng chiến đấu cao của Israel cho các tình huống trong tương lai. Hiện vẫn chưa rõ Iran phản ứng ra sao trước cuộc tấn công ngày 26 tháng 10. Trong bài phát biểu sau đó một ngày, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng cuộc tấn công của Israel không nên bị xem nhẹ, cũng như không nên bị phóng đại. Theo lãnh tụ tối cao của Iran, Israel đã sai lầm trong tính toán về Iran và phản ứng của Iran đối với Israel nên được xác định bởi các quan chức nước này. Ông Khamenei nhấn mạnh, những gì có lợi nhất cho người dân và đất nước nên được thực hiện. Tuy nhiên, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng tuyên bố rằng nước này sẽ có phản ứng thích đáng đối với hành vi của Israel nhằm vào lãnh thổ của Iran. Tổng thống Iran nêu rõ, chúng tôi không muốn chiến tranh, song sẽ bảo vệ các quyền của người dân và đất nước chúng tôi. Tổng thống Iran cho rằng nếu những hành động gây hấn của Israel vẫn tiếp tục thì căng thẳng sẽ lan rộng ở khu vực Tây Á. Trong khi đó, phát biểu tại phiên họp của Quốc hội Iran trước đó cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Baqir Qalibaf cũng bày tỏ quan điểm rằng phản ứng của Iran đối với hành động gây hấn của Israel sẽ là chắc chắn. Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cũng cảnh báo Tehran sẽ sử dụng tất cả các công cụ sẵn có để đưa ra phản ứng rõ ràng và hiệu quả đối với Israel. Đối với giới chuyên gia, theo ông Yaniv Voller, giảng viên cao cấp về chính trị Trung Đông tại Đại học Kent, nếu Iran lựa chọn đáp trả, họ có thể sử dụng các lực lượng thân Iran để bảo vệ chương trình hạt nhân của mình. Ông Voller nói, chúng ta phải nhớ rằng mục tiêu cuối cùng của Israel là chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran và nếu Iran trả đũa thì họ sẽ tạo cơ hội để Israel tiếp tục theo đuổi mục tiêu này. Ông Voller nhận định Iran có thể cảm thấy ngần ngại đáp trả trực tiếp vì thực tế cho thấy Israel có khả năng tiếp cận các mục tiêu nhạy cảm của Iran. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đưa ra cảnh báo cứng rắn với thủ lĩnh mới bổ nhiệm của Hezbollah. Israel cũng cho rằng Hezbollah đã mất khả năng tiến hành tấn công hàng loạt sau khi phần lớn kho rocket bị phá hủy. Ngày 29 tháng 10, nhóm vũ trang Hezbollah đóng tại Liban tuyên bố Phó Tổng Thư ký Naim Qassem, 71 tuổi, đã được bầu làm lãnh đạo mới của tổ chức này. Ông Qassem sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng Thư ký Hezbollah thay ông Hassan Nasrallah, người qua đời trong vụ tấn công của Israel ở Liban hồi cuối tháng 9.
Theo hãng tin AFP, cùng ngày 29 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cảnh báo việc bổ nhiệm thủ lĩnh mới của Hezbollah sẽ không kéo dài. Ông Gallant viết trong bài đăng trên mạng xã hội X cùng với bức ảnh của tân thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem, chỉ là bổ nhiệm tạm thời, không lâu đâu. Trong một bài đăng khác bằng tiếng Hebrew, ông Gallant tuyên bố đếm ngược đã bắt đầu. Sau chuyến thăm Bộ Chỉ huy phía Bắc của quân đội Israel trong cùng ngày, ông Gallant ước tính phần lớn kho rocket của Hezbollah đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel. Ông nói, tôi ước tính khả năng còn lại về đạn pháo và rocket của Hezbollah chỉ còn khoảng 20% và không còn được tổ chức theo cách có thể bắn hàng loạt nữa. Hezbollah đã bắn khoảng 60 quả đạn pháo về phía Israel vào ngày 29 tháng 10. Trong những tuần gần đây, Hezbollah đã bắn từ 180 đến 200 quả rocket vào Israel trong một số ngày, theo số liệu do quân đội Israel cung cấp. Quân đội Israel cũng tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào các cơ sở sản xuất và lưu trữ vũ khí của Hezbollah bên trong Liban. Bộ trưởng Gallant tuyên bố hàng chục nghìn binh lính Israel đã thành công trong việc đẩy Hezbollah ra khỏi tất cả các ngôi làng dọc biên giới và phá hủy mọi loại cơ sở hạ tầng ở đó. Các nhà phân tích từng nhận định Hezbollah sở hữu một kho vũ khí gồm khoảng 150.000 rocket trước khi bắt đầu chiến đấu với Israel ở biên giới phía Bắc vào tháng 10 năm 2023, sau khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ. Báo VnExpress đưa tin Hezbollah bổ nhiệm phó thủ lĩnh Naim Qassem làm người đứng đầu tổ chức sau khi thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah bị Israel hạ sát ở Beirut. Nhóm dân quân quyền lực ở Liban hôm nay ra tuyên bố Hội đồng Shura đã thống nhất bầu Naim Qassem làm thủ lĩnh tối cao của Hezbollah. Hội đồng Shura là cơ quan ra quyết định cao nhất của Hezbollah do thủ lĩnh tối cao đứng đầu. Naim Qassem sinh năm 1953 tại Beirut, Liban và bắt đầu hoạt động chính trị với phong trào Aman của người Shiite Liban. Ông rời nhóm năm 1979 sau cách mạng Hồi giáo ở Iran, sự kiện định hình tư tưởng chính trị của nhiều nhà hoạt động trẻ, người Shiite ở Liban. Qassem tham gia quá trình thành lập Hezbollah với sự hậu thuẫn của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sau chiến dịch tấn công của Israel vào Liban năm 1982. Ông là điều phối viên chung cho các chiến dịch tranh cử vào quốc hội của Hezbollah kể từ khi nhóm này lần đầu tham gia chính trường năm 1992. Qassem được bổ nhiệm làm phó thủ lĩnh vào năm 1991 và từ lâu đã là một trong những phát ngôn viên hàng đầu của Hezbollah. Ông thường trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài kể cả khi xung đột xuyên biên giới với Israel diễn ra suốt từ năm ngoái. Qassem thường xuyên xuất hiện trên truyền hình sau khi thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah bị hạ sát trong cuộc không kích của Israel ở thủ đô Beirut của Liban ngày 27 tháng 9. Trong bài phát biểu hôm 30 tháng 9, ông cho biết Hezbollah sẽ chọn người kế nhiệm thủ lĩnh tối cao sớm nhất có thể và sẽ tiếp tục chiến đấu với Israel để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine. Qassem thường đội khăn xếp màu trắng không giống Nasrallah và người kế nhiệm tiềm năng Hashem Safiuddin muốn đội khăn xếp màu đen để thể hiện là hậu duệ của nhà tiên tri Mohammed. Ông là quan chức cấp cao nhất của Hezbollah, tiếp tục xuất hiện công khai khi Nasrallah phần lớn náu mình sau cuộc giao tranh của nhóm với Israel năm 2006. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cuối tháng 9 thông báo Nasrallah, người dẫn dắt Hezbollah 32 năm qua, đã bị hạ trong đợt tập kích vào thành trì nhóm vũ trang ở khu Haniyeh, ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Liban. Israel sau đó tiếp tục hạ sát Safiuddin, ứng viên kế nhiệm Nasrallah vào đầu tháng 10. Hezbollah liên tục tập kích lãnh thổ Israel trong hơn một năm qua để bày tỏ đoàn kết với người Palestine ở dải Gaza, nơi Tel Aviv đang tiến hành chiến dịch chống Hamas. Hezbollah tuyên bố chỉ ngừng tấn công nếu có lệnh ngừng bắn ở Gaza. Xung đột gần đây leo thang nghiêm trọng sau khi Israel tăng cường không kích và mở chiến dịch tấn công trên bộ ở miền nam Liban nhằm đẩy lực lượng Hezbollah lên phía Bắc. Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 1.580 người đã thiệt mạng ở nước này kể từ ngày 23 tháng 9, thời điểm Israel bắt đầu tăng cường không kích mục tiêu Hezbollah trên lãnh thổ Liban. Qassem hôm 15 tháng 10 tuyên bố giải pháp duy nhất cho xung đột hiện tại là lệnh ngừng bắn để mở đường cho người dân miền Bắc Israel trở về nhà. Ông cảnh báo nếu chiến sự tiếp diễn, số lượng thị trấn không người ở tại Israel sẽ tăng lên và 2 triệu người sẽ nằm trong tầm đe dọa của hỏa lực Hezbollah. Theo báo Sức khỏe và Đời sống, cuối tuần qua, Israel đã tiến hành hoạt động không kích vào các địa điểm quân sự trọng yếu và hệ thống phòng không S-300 của Iran nhằm gia tăng áp lực lên Tehran. Israel đã đặt tên Ngày Ăn Năn cho chiến dịch này, sử dụng các cuộc tấn công chính xác bằng máy bay không người lái UAV để làm suy yếu các hệ thống phòng thủ của Iran. Theo các nguồn tin từ Israel, tất cả 4 hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Iran đã bị phá hủy. Đây là các hệ thống phòng thủ hàng đầu do Nga cung cấp, có khả năng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa từ máy bay và tên lửa là trụ cột của hệ thống phòng không Iran. Tờ New York Times cho biết, mặc dù Israel không nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân của Iran, theo khuyến cáo từ các đồng minh, nhưng cuộc tấn công đã gây thiệt hại lớn cho hệ thống phòng thủ quốc gia của Iran.
Truyền thông Israel đưa tin, chiến dịch có sự tham gia của hơn 100 máy bay phản lực và UAV, chia làm hai đợt tấn công. Đợt đầu tiên nhắm vào hệ thống phòng không của Iran qua không phận Syria và Iraq nhằm ngăn cản các đồng minh của Tehran can thiệp đường bay của Israel. Đợt thứ hai tấn công trực tiếp vào các hệ thống S-300 xung quanh Tehran và những địa điểm quan trọng khác như nhà máy lọc dầu Abadan, khu hóa dầu Bandar Imam Khomeini, mỏ khí đốt Tanjeh Biza và cảng Bandar. Hình ảnh vệ tinh từ Reuters cho thấy các cơ sở quân sự tại Pachin và Khoji, những nơi được cho là liên quan đến chương trình hạt nhân và sản xuất tên lửa của Iran, đã bị hư hại nặng nề. Hãng tin Tasnim của Iran xác nhận, dù lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC không nằm trong mục tiêu, một số cơ sở sản xuất tên lửa tại tỉnh Tehran do lực lượng này quản lý vẫn chịu ảnh hưởng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến dịch đạt được mục tiêu đề ra khi đã vô hiệu hóa các cơ sở sản xuất tên lửa của Iran và làm tê liệt hệ thống phòng không S-300. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo phương Tây đã kêu gọi Israel kiềm chế, lo ngại nguy cơ một cuộc chiến toàn diện tại Trung Đông có thể tác động tiêu cực đến thị trường dầu mỏ toàn cầu. Iran cũng nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc hạt nhân sẽ là vượt qua lằn ranh đỏ và sẽ kéo theo hậu quả nghiêm trọng. Lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã lên tiếng rằng sự kiện này không nên bị coi nhẹ hay phóng đại. Đồng thời, quân đội Iran sẽ cân nhắc các bước đi tiếp theo, ám chỉ rằng Tehran có thể sẽ chưa đáp trả ngay lập tức. Việc phá hủy các hệ thống phòng không S-300 khiến Iran mất đi một lá chắn phòng thủ quan trọng trước các cuộc tấn công từ trên không, khiến quốc gia này đứng trước thách thức lớn hơn trong bảo vệ các cơ sở hạ tầng cốt lõi, trước sức ép ngày càng tăng từ Israel.